Hôm nay mình sẽ học cái đôm nhé. Đôm. Bài cũ thì rồi, ok. Mình sẽ giới thiệu về đôm này, HTML đôm, cấu trúc đôm. Thì trước khi nói về đôm thì các bạn nói đến các cái thẻ trước. Thực ra thì trong cái HTML á có rất nhiều thẻ. Cả thẻ này các bạn này, thì có thẻ đóng, nhưng có thẻ sẽ không có thẻ đóng, được chưa? Đấy, có thẻ đóng, có thẻ không có thẻ đóng, thẻ input không có thẻ đóng, thẻ br không có thẻ đóng, thẻ img không có thẻ đóng, nói chung là rất nhiều thẻ không có thẻ đóng đó. Thì các bạn lưu ý cho cô nhé, tất cả những cái thẻ này trong DOM đều coi là object hết. Đây, đều coi là object. Mỗi cái thẻ này, cái này gọi là tag các bạn, mỗi cái thẻ này là một cái object. Đó, thẻ. Ok. Và trong các thẻ thì sẽ có thuộc tính. Cái thuộc tính trong thẻ thì ta gọi là property. Property thuộc tính. Đấy, có một số người thì gọi là attribute. Được luôn. Attribute à, trong DOM nó sẽ gọi là attribute, sorry. Trong DOM sẽ gọi là attribute. Đó. Ví dụ thuộc tính, trong các thuộc tính này sẽ có những cái thuộc tính mà tất cả các thẻ đều có. Ví dụ thuộc tính ID thẻ nào cũng có hết. À, thuộc tính name hầu như tất cả các thẻ đều có. Tuy nhiên nó sẽ thường dùng cho cái thẻ mà các bạn nhập input vào á. Ví dụ input, button, form vân vân. À, nói chung là nó có nhiều trong các thẻ. Thẻ class thì tất cả element đều có, đúng không ạ? Thẻ value thì một số cái thuộc tính value thì một số thẻ có thôi, ví button input li thôi, chứ còn đa phần là không có. Rồi thẻ thuộc tính style thì thẻ nào cũng có. Đấy, thì các bạn thấy là ID, class, style là hầu như là thẻ nào cũng có. Đó. Đấy, thì các bạn thấy là cái này được gọi là thuộc tính. Tuy nhiên thì mỗi thẻ như vậy sẽ có những thuộc tính riêng khác nhau, nhiều thuộc tính lắm. Ok. Rồi. Và DOM thì là viết tắt của từ là Document Object Model, và nó có thể là cho phép các bạn có thể thay đổi dữ liệu trên trên một trang HTML, rồi các bạn có thể làm tương tác với nó một cách động. Đấy, và làm mọi thứ trên đó. Ok, có thể thay đổi content, có thể cấu trúc, thậm chí là style, vân vân. Ok. Và DOM thì có 3 mức là Core DOM, XML DOM và HTML DOM. Thì mình học sẽ học cái anh này. Được chưa? Rồi. Và đối với HTML DOM thì nó coi tất cả các thẻ thì đều là thuộc tính, đối tượng gọi là object, và các attribute thì đều gọi là cái thuộc tính này này thì đều gọi là attribute, gọi là thuộc tính property của đối tượng á. Đúng không ạ? Và ngoài ra nó có các cái phương thức để truy cập nữa. Ok. Rồi. Và một cái rất thú vị ở trong DOM là tất cả các thẻ đều trong DOM được coi là node. Các thuộc tính cũng coi là node, nó coi tất cả mọi thứ trong trong một trang HTML đều gọi là node hết. Đúng không ạ? Thì nó sẽ có là toàn bộ tài liệu thì nó gọi là document node. Đấy, các thẻ thì gọi là element node. Rồi các cái chữ thì gọi là text node, rồi thuộc tính thì gọi là attribute node. Rồi thậm chí comment cũng có node. Comment thì cũng được gọi là node. Đấy, kiểu như thế. Thì tất cả mọi thứ đều coi là node hết, đúng không ạ? Và cấu trúc của node là ở dạng cấu trúc cây. Đấy, ở trong DOM thì nó là có cấu trúc cây. Ví dụ cho một đoạn code như thế này các bạn. Cho một đoạn code như này. Đúng không ạ? À, đâu đoạn code đâu? Đâu đoạn code ở dưới. Đâu rồi? Rồi, này quên 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 đoạn code rồi. Đây nhìn nhé. Nó lướt hơi nhanh. Rồi. Bây giờ nhìn nào. Trong run code các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ biết này là cái nốt ngoài cùng là nốt HTML,
sau đó đến cái head, head và body ngang hàng nhau đấy. Vậy tôi sẽ, cô sẽ vẽ cho các bạn coi nhé, cô làm sướng sướng cho bạn nhìn nè. Đấy, slide 5 đúng không, chấm HTML. Ok, các bạn sẽ có một thẻ là HTML đúng không ạ, đó một nốt này. Sau đó head và body, vậy các bạn sẽ có hai cái nốt đấy, nốt head và cái nốt body đúng không ạ, hai cái thẻ body. Rồi đến cái title, trong title này có tag 2, vậy là trong cái head sẽ có cái title, title à tag là 2 đó, tag là 2 nha. À, sau cái này nó control shift cộng, ok rồi. Rồi trong body thì có thẻ H1 và thẻ div ngang hàng nhau, vậy cô sẽ có H1. Rồi để trong H1 có cái gì ạ, không thấy nói, cái gì đó không thể nhắc tới, và thẻ div, trong thẻ div lại có thẻ hai thẻ p, à một thẻ p và một thẻ a. Thẻ p là chữ, cái chữ hello, à hello, rồi và thẻ trong đấy thẻ a đấy, à, 2.href. Ok, à, Ctrl Z đi hả. Rồi, href thì nó chứa cái link gì đó, cái link gì đó. Còn cái này là attribute href, còn text là chứa cái link. Vậy trong cái text sẽ chứa cái link. Đấy, trong cái href này chứa cái đường dẫn gì đó. HTTP 2 chấm google.com chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế. Thì ở đây là cô nhìn cấu trúc này nè, là cô biết được à trong cái đoạn này thì nó gồm những cái thẻ gì. Ngoài cùng là nốt HTML, là nốt gốc, ta gọi là root. Trong nốt HTML thì có hai nốt con là head và body, hai ông này ngang hàng nhau. Đấy, trong cái nốt head này có thẻ title. À, title, và trong title này có cái hai là text node. Thì text node gọi là nốt lá, leaf node, nốt lá, leaf node, nốt lá nhé. Thì nó sẽ tổ chức rằng nốt như vậy. Và các bạn sẽ để ý nè, thẻ HTML là cha của tất cả các thẻ, cho nên là khi cô đỡ đang ở HTML thì tất cả các thẻ ở đây đều là con hết, con của nó hết. Đây là con ruột, con đấy cháu chắt chút chít gì đó, nói chung là cô gọi, người ta gọi là chung là con hết. Cô đang thể ở thẻ head thì cần nó sẽ có hai thẻ con, hai nốt con chứ, xin lỗi, hai nốt con. Ở nốt body thì sẽ có mấy nốt con, là 1 2 3 4 5 6 7 nốt con, kiểu như thế. Đúng không ạ? Ok. À, và xây cái nốt này chi? Quan trọng là cái nốt này để làm gì? Thì mục đích của cái nốt các bạn học để biết, cách truy xuất vào nó. Có nghĩa là gì? Nếu mà cô đang ở nốt div thì nốt H1 sẽ là anh em, mình gọi là sublim, sublim đúng không ạ, sublim. À, nếu tôi đang ở nốt div thì nốt P và nốt A này sẽ là con đúng không ạ. Thì à, về cái cách làm việc các bạn này, nguyên tắc nha, nguyên tắc nè, các bạn muốn truy xuất vào các cái phần tử của HTML, tôi gọi là các cái nốt này, thì đầu tiên tôi phải truy xuất một cái nốt đã. Cô phải truy xuất một cái nốt đã, đúng không ạ? Và khi truy xuất được một cái nốt đấy thì tôi sẽ truy xuất được những cái nốt còn lại. Đấy, thì rất là dễ dàng, đúng không ạ? Rồi, thì liên quan đến nốt, tí nữa cô sẽ có một cái bài tập, mà cái bài giỏ hàng là cái bài khủng khiếp nhất luôn, đúng không ạ? Nhưng mà bài giỏ hàng mà các bạn nói một lần khó lắm nha. Các bạn nói một bài mà giỏ hàng á, là các bạn phải quay mấy cái video, chứ một cái video không nổi đâu, tại vì nó dài lắm, bài giỏ hàng nó dài đó. Rồi, vậy thì quan hệ giữa các nốt, quan hệ giữa các nốt để các bạn có thể truy xuất một cách dễ dàng, đúng không ạ? Đấy, thứ nhất là quan hệ cha con, parent và children, tức là một cha có thể có nhiều con nhưng một con chỉ thuộc một cha thôi nha. Đấy, anh em là sibling. Đấy, nốt cha có các nốt con. Đấy, các nốt con cùng cấp thì gọi là anh em, cùng ngang cấp với nhau. Đấy, cái nốt đầu tiên thì gọi là root node, gốc. Đấy, các nốt khác thì ngoài trừ cái root là không có cha thôi, còn lại là tất cả đều một, chỉ có một cha. Đấy,
Một nốt có thể nhiều nốt con hoặc có thể không có nốt con nào. Nếu không có nốt con nào thì có nghĩa là nốt lá, leaf note, đúng không ạ? Rồi, và các bạn có thể có nốt anh em. Ngoài ra các bạn có thể có nốt con cả và con út, first child và last child. Đấy, trong một gia đình người ta chỉ quan tâm hai nốt thôi, đó là first child, last child, còn những nốt khác thì không có tên riêng. Nó phải lấy theo cái chỉ số. Đúng không ạ? Thì tôi lấy first child, tôi lấy phần từ đầu, tôi lấy last child, tôi lấy phần từ cuối, kiểu như thế. Ok. Rồi. À, vậy là mình vừa xương xương mấy cái nốt đúng không? Rồi, tiếp nè. Rồi, truy xuất các element trong DOM. À, thì nó cũng có các cái phương thức để các bạn thao tác. Hiểu không ạ? Đây, phương thức để truy cập tới nốt, thêm nốt con, vân vân, xóa nốt, lại xem thêm sửa xóa đó các bạn. Đó. Rồi. À, ngoài ra thì các bạn có một cái thứ rất là hay nữa luôn. Đó là các bạn có thể tận dụng cái selector của CSS. Đây, tận dụng cái selector của CSS để các bạn có thể thao các cái nốt. Đúng không ạ? Tại vì nó giống giống nhau. Thì nhắc lại một chút về CSS này. CSS được gọi là một cái ngôn ngữ gọi là rule based language. Ta hay gọi là rule based language. Đây. Mình gọi là rule based language. Tức là ngôn ngữ dựa trên các quy tắc, rule là quy tắc. Thì cái này, mỗi cái này người ta gọi là một quy tắc hoặc là một rule. Thì trong quy tắc này nó sẽ có gì ạ? Cái trước cái dấu mốc nhọn này được gọi là selector. Sau dấu mốc nhọn này, trong dấu mốc nhọn này nó sẽ có một cái cặp, đó là property và value. Cái cặp này có thể là có một cặp, nhiều cặp, có thể có rất là nhiều. Và value tương ứng với property. Đấy, ok không ạ? À, giả sử selector thì không phải có 3 loại mà là có rất rất nhiều loại. Rất nhiều loại. Loại thứ nhất, ba loại này là ba loại cơ bản ha. Thứ nhất đó là loại dành cho các thẻ. Đó, loại thứ hai dành cho class và loại thứ ba dành cho ID. Xin lỗi các bạn nhé, chỗ này phải để dấu thăng nhé các bạn. Đấy, chứ không phải là dấu chấm nhé. Đấy, để dấu thăng nhé. Đó. Rồi, vậy là mình quan tâm cái gì? Mình quan tâm nhiều vào cái selector này nhé các bạn. Rồi, ok. Rồi mình có thể có một số thuộc tính của nốt nè. Một nốt nốt sẽ có những thuộc tính gì? Các nốt mà chứa văn bản, chứa chứa tức là nốt mà ở, ở trong nó chứa văn bản ấy, thì các bạn thường thêm cái inner HTML hoặc là inner text. Rồi các bạn có thể coi được nốt name, tên của nốt, nốt value, giá trị của nó, nốt type, kiểu của nốt. Parent nốt là lấy cha của nó. Cái parent nốt là cha, nó có một cha thôi cho nên nó trả về một giá trị. Còn child node là nó, các bạn thì có chữ S này các bạn, nghĩa là nó sẽ trả về mảng nhé các bạn, nó trả về mảng. Rồi attribute là nó cũng trả về mảng, tức là thuộc tính của cái thẻ nào đó đúng không, attribute. Đấy, nhiều lắm. Rồi các bạn có các cái phương thức để các bạn có thể truy cập đến một hoặc nhiều node bất kỳ. Một là dùng cái get element by ID. Hai là dùng cái get element by tag name. Các bạn để ý nha, cái chỗ này các bạn tinh ý giúp cô cái này. Cái element này không có chữ S. Cái element này có chữ S, element này có chữ S và cái này thêm một cái nữa, nó thiếu đấy. Đấy, thì các bạn để ý cho cô nè. Cái ID là nó không trùng nhau cho nên là mỗi lần các bạn chỉ lấy được một ID thôi. Ok, cho nên nó trả về một giá trị. Nhưng nếu các bạn lấy theo cái tag name hay là class name á, thì nó trả về nhiều, tại vì là tag name tên thẻ mà, thẻ H1 thì có rất nhiều thẻ H1, thẻ P thì rất nhiều thẻ P. Cho nên khi các bạn lấy thẻ theo thẻ P hoặc theo thẻ H thì đó, nói chung là theo thẻ thì nó sẽ trả về nhiều, nó sẽ trả về mạng. Cho nên các bạn phải coi nó, đối xử nó như là mạng. Kể cả một phần tử thôi thì nó cũng trả về ở dạng mạng. Tương tự với class name. Rồi, có cái này tương đối mới này các bạn. À, thực ra mới thì cũng không mới, nhưng mà
Nói chung là sau này thì dùng cái này nhiều. Đó là các bạn truy xuất tới các nêu nốt, các bạn nhìn này, dùng cái query selector và query selector all. Các bạn ơi, các bạn để ý cái chữ selector này nhá. Thì có phải là mình vừa nói về selector này đây không các bạn? Đấy, hay chưa? Vậy là nếu các bạn mà dùng cái query selector này thì cái đối số, tức là cái nằm trong dấu móc tròn này này, nó chính là cái selector, nó giống một, nó chính là 100% của là của cái CSS đó các bạn, style sheet đó. Đây, nó là 100% cái CSS luôn. Cho nên khi các bạn mà biết viết cái selector của CSS cũng là các bạn biết, các bạn dùng luôn cho các bạn truy xuất luôn nào. Đấy. À vậy thì query selector và query selector all này nó khác nhau cái gì? Nếu các bạn dùng query selector thì nó sẽ có bao nhiêu selector giống nhau, nó không quan tâm. Nó sẽ lấy cái phần tử đầu tiên. Còn nếu các bạn dùng cái query selector all thì nó sẽ trả về mảng và nó sẽ lấy hết tất cả những cái đối tượng mà có cái selector giống nhau. Ok. Chỗ này hiểu không các bạn? Alo. Đấy. Hiểu không ạ? Chỗ này ổn không các bạn? Alo, alo, alo. Các bạn đâu mất đâu hết rồi. Ừ, ok Duy Tùng. Rồi. Rồi, truy xuất các element trong DOM này các bạn. Đây, mình sẽ mình có thể làm bài chơi chơi cho vui nhá. Ok không? Rồi, giả sử như cái này cô có thể demo một cái truy xuất cho vui vui ha. Đây, cô lấy luôn cái code này ha. À, hình như nó không cho cô copy thì phải. Cái style. Rồi, cái cô gõ đi ha. Gõ chơi chơi thôi. Ok. Rồi, bây giờ cô gõ sương sương cho vui. Đây, cái bài này. Cô lấy, cô gõ giống cái này nhé. Cho vui thôi, rồi. Rồi. Ở đây các bạn có thẻ HTML, thẻ body, rồi bây giờ thẻ H1 nhé. Đấy, trong thẻ H1 thì có style nè. Đây, style. Kể ra copy thì nó nhanh hơn color pink nè. Ok. Rồi, just an example. Đấy, just an example. Ok. Rồi thẻ tiếp theo là thẻ div. Div ID là gì ạ? One. Rồi còn class nữa chứ, chấm class là example. Ghê thật. Rồi hai. Hai cũng vui vậy đó. Hai. Rồi. À, có copy đi ha. Đấy, anh này sẽ là two. Đấy, one, two. ID không trùng. Class có thể trùng. Và cái tree. Tree sau cái tree. Đúng không? Còn something nữa chứ. Ghê thật. Something. Ok. Rồi. Script. Rồi. À, rồi, get element, ok. Rồi bây giờ xong rồi đó, để mua chơi chơi nha. Thì các bạn để hai cũng được hoặc để one two gì cũng được, one two để phân biệt nhá, two three, chứ để hai quá hai cả thì không biết được của cái nào. Ok, bây giờ các bạn nhìn thấy là ID thì nó trả về một thôi, các bạn có thể get element by ID nhá. Giờ demo luôn trên cái là script cô viết đây luôn ha các bạn. Rồi bây giờ cô lấy ra cái này bữa trước cô có hướng dẫn cái lớp kia, lớp lớp cô đang dạy, tức là tại sao cái JavaScript lại nên để cuối mà không nên để đầu. Để đầu cũng được nhưng để đầu phải có một vài cái ràng buộc. Tại sao lại phải để cuối? Bởi vì là khi cô chạy cái câu lệnh ấy thì nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Nếu như mà khi cô dùng cái JavaScript mà nó chưa kịp load cái này á thì nó kiếm mấy cái ID này không được nè.
Rồi có demo các bạn sương sương các bạn coi nhá. Các bạn có là va à, cái one gắn bằng document chấm get element by d. Các bạn để id thì các bạn để là chữ one nhá. Ok. Rồi các bạn có thể alert nó. Alert cái one chấm inner html. Ok. Thì inner.html là một cái thuộc tính của đối tượng, một cái thẻ các bạn, đối tượng. À đấy, bây giờ chạy nhá. Rồi, nó alert ra one này các bạn. À, just an example đúng không? Ok. Rồi. Rồi, thu nhỏ lại xíu ha. Đây, các bạn nhìn cho dễ. Đấy, lâu lâu nó lag. Đó, rồi ok, hết lag rồi. Ok, rồi. Được chưa? Đấy, thế thôi. Nó sẽ hiển thị ra chữ one. Ok. Đó, one. Rồi. Tiếp nha. À, bây giờ các bạn xem nè. À, cô muốn lấy theo cái class name, class name nè. Thì bây giờ các bạn va là myDiff gắn bằng get element by class name. Các bạn đưa cái example vào. Ok. Thì chắc chắn anh này nó phải trả về mạng. Ok. Chắc chắn anh này trả về mạng. Ok không ạ? Đấy, vậy thì nếu như không trả về mạng thì sao nào? À, các bạn thấy à mình làm sao biết nó trả về mạng không nhỉ? Các bạn có thể lấy là myDiff chấm len là các bạn biết liền. Nó sẽ hai phần tử. Đấy, myDiff là được hai phần tử. Vậy để truy xuất vào mạng thì các bạn dùng vòng lặp thôi. Dùng vòng lặp gì cũng được, for x các thứ cũng được, ví dụ có dùng for x giống như hôm bữa có demo ha. Đấy, cái này là cô để là cái mảng của cô là myDiff. Còn cái này cô thường cô để là item. Đúng không? Được chưa ạ? Đấy, item. Và cái này cô có thể là alert cái gì đấy ạ? À, alert cái myDiff item chứ, xin lỗi. Item chấm inner inner html chưa? Rồi chạy. Rồi khi các bạn thấy chạy mà nó đang có lỗi chứng tỏ nó đang lỗi, vậy nó lỗi cái gì? Ok, inner chấm khoan item diff. À sorry, khoan khoan khoan. Cái này nó trả về mạng. Rồi dùng cái for x. Rồi cái item là cái phần tử của cái này là một cái diff. Vậy cô muốn alert cái item nó không chịu nha. Ai hay ạ. À. Đôi khi cô cũng chủ quan cô không biết nè. F12 nha nha các bạn. Không để ý là cũng nguy hiểm đây. MyDiff.forX is not a function. Khoan. MyDiff này nó trả về mạng. Rồi, ok. Thằng này nó không chịu. Nó không chịu chỗ này nè các bạn à. Tức là khi các bạn không khai báo nó thành mạng, các bạn có thể ép kiểu nó về array mạng được. Nhưng mà để như vậy thì nó mạng nhưng mà bản chất nó không hiểu là mạng gốc. À, tức là nó không được đối xử như là cái thằng array này các bạn nhá. Vậy các bạn cho cô cái dòng for đi ha. For y bằng cái này, myDiff đấy, nhiều khi cũng hơi chủ quan đấy. Rồi. Và các bạn gì đấy ạ? Các bạn alert cái gì đấy ạ? Alert cái myDiff y. Nhớ là myDiff y nhá, chấm len à chấm inner.html. Cái này thì ok này các bạn nhé. Rồi. Đấy, nó ra one, nó ra two.
Ok chưa ạ? Đấy, không phải khi nào cũng dùng for x được đâu nha. Đấy, các bạn để ý cái này là nhiều khi không để ý không biết này, cô cũng không để ý đâu. Cái khúc này là trước giờ là cô không có dùng for x cho cái thằng này. Cô vẫn đối xử nó như mà ấy, cô dùng vòng lặp for chứ cô không dùng for x. Hôm nay mới dùng for x thử chơi chơi thôi nhá. Rồi không sao. Ok, mình biết thêm cái không chơi được for x với thằng cha này. Được chưa? Rồi. Vậy là nếu các bạn mà lấy anh này là class đúng không ạ? À thì nó trả về mảng. Ok. Đấy, kể cả anh này là một phần tử thì nó cũng coi là mảng. Các bạn thấy cái này nó cũng coi là mảng. Ok, three. Nhưng mà nếu như các bạn ở cái này mà chấm là nó không chịu đâu ạ. My div chấm inner HTML alert. Nó mà chịu là mắc cỡ luôn à. Đấy, bình thường là cô nhớ là cô không chịu đó nha. Đóng anh này lại. Ok, comment anh này lại. Đấy, nó bảo là undefined này các bạn thấy không? Nó bảo là undefined này, thấy chưa? Cho nên là các bạn phải truy xuất nó ở dạng mảng thì nó mới chịu. Một phân tử cũng là mảng nhá. Đó. Đấy là cái element by class name. Còn element by tag name nữa các bạn nhé, là thẻ mình sẽ có ba cái thẻ div. Nếu như cái này thay cái class name bằng tag name. Đấy, thì các bạn để thẻ vào, thẻ div vào thì nó sẽ ra bao nhiêu phần tử ạ? Ba phần tử luôn. Nếu là tag name nó sẽ ra phần tử 1 2 3. À, ba tag name rồi, ok. Vậy là mình vừa lướt qua nhá. Bây giờ nè, cô sẽ demo một cái các bạn dùng cái query selector này các bạn. Mình sẽ không dùng cái này nữa, mình cũng dùng sau này thì đa phần các bạn làm query selector. Các bạn ít khi làm theo cái này lắm. Đó. Đây tại sao? Tại vì nó đơn giản. Rồi, và my div gán bằng document.query selector. À, nếu cô selector theo cái ID thì cô phải để là dấu thăng 1. Có nghĩa là cái selector của CSS viết sao thì selector của anh này viết như vậy. Nó giống 100% với cái CSS luôn. Đấy, nó cực kỳ thú vị như vậy. Và đương nhiên anh này sẽ trả về 1. Trả về 1 thì các bạn có thể lấy được cái myDiff.html bình thường. Nó lỗi gì đấy ạ? À, for gì? À, bỏ cái này đi, bỏ cái i này đi ha. Đó, nó trả về 1. Ok chưa? À, nhưng mà giả sử như các bạn lấy class thì các bạn phải để này, giả sử lấy div đi ha. Thẻ div thì không cần gì cả, để vậy thôi. Và các bạn alert anh này này. À, nó ra cũng ra 1 luôn, mặc dù có 3 thẻ div nhưng nó ra cái thẻ div đầu tiên. Nhưng mà nếu các bạn để selector all thì nó phải trả về nhiều ạ. Đấy, và các bạn truy vấn như này là nó trả về undefined các bạn nhé. Vậy thì các bạn vẫn phải để nó vào vòng lặp thôi. Nếu các bạn trả về nhiều thì cho hết vào vòng lặp là xong, đúng không ạ? Và cái này là alert cái gì ạ? Là myDiff inner. Ok. Đấy, trả về 1 2 3. Ok chưa ạ? Vậy cô thấy là nếu như bình thường thì trong mấy cách ở trên thì cuối cùng quay trở lại thì cách mà dùng query selector vẫn là dễ chịu. Đấy, cái cũ người ta ít dùng rồi. À, nếu selector bình thường nó trả về cái phần tử đầu tiên. Nếu selector all nó trả về mảng. Ok chưa ạ? Nó trả về mảng nhé. Đó, vậy là cô vừa demo xong cái việc các bạn truy xuất vào từng cái phần tử của mạng. Ok chưa? Rồi. Cái slide đâu ạ? Slide cái này cô mở để đâu ạ? Đây. Ok. Nhé. Rồi. Bây giờ mình sao
sang cái slide tiếp theo. Có cái hay ho đang chờ các bạn phía trước nhé. Rồi. Ok. Rồi, bài này đã xong, đâu có gì, đúng không ạ? Ok, truy xuất phần tử. Bài thạc nêm được các thứ. Các bạn có thể lấy được từng phần tử của nó bằng cách là chấm item cũng được luôn. Lấy mảng duyệt cũng được. Hoặc là chấm item cũng được. À, cái anh này hay lắm. Đấy, à, cái này cô chưa nói nè. Chấm item được luôn. Nó thay vì chấm để y chấm mảng thì nó lấy chấm item được luôn ha. Ok. Dùng ông là for rồi duyệt mảng cũng được. Mà để item cũng được. Rồi. À, cô phân biệt cái thuộc tính inner HTML và thuộc tính inner text. Đây, cái này thì phải là nốt nha. Rồi, thuộc tính cái bài này. Bài này thú vị nè. Bài này thì đa phần bị sai. Nếu các bạn không hiểu code, cái bài này thú vị lắm nè. Các bạn không hiểu code thì đa phần các bạn bị sai cái bài này. Hoa hồng, hoa lan, hoa đào. Cái bài này rất vui. Ai đi hoa. Đó. Thì cô sẽ demo cái bài này cho sương sương các bạn coi nhé. Rồi, còn thuộc tính inner HTML và thuộc tính inner text thì nó khác nhau cái gì? Nếu các bạn để inner HTML thì nó sẽ hiểu thẻ. Còn nếu để inner text thì nó hiểu là text. Nhá, ví dụ cái bài này cũng thế. Ok, thì nó demo luôn. Rồi. Cô sẽ demo bài này. Tại sao phải demo bài này? Bởi vì bài này là bài cũng rất hay. Nhá, bài này tương đối thú vị. À, cô gõ khúc trên thôi, khúc dưới không cần gõ. Cô gõ đến cái hoa lan, hoa hồng, hoa đào thôi. Nhá, các bạn sẽ thấy một cái sự kỳ diệu. Vui lắm. À, rất vui. Đây, cô comment hết đống này nha. Đấy, comment thôi. À, học với cô thì là phải vui. Không vui thì thôi. Đúng không? Đấy. Thì ở đây cô để một thẻ div. Và ở đây các bạn để ý là trong cái thẻ div này nó để là ID hoa. ID hoa. Đúng không ạ? Trong thẻ div này lại có là ba thẻ P, hoa hồng, hoa lan, hoa đào, đúng không? Thẻ P, hoa hồng, hoa lan, hoa đào. Đấy. Ok. Rồi. Câu chuyện nó xảy ra như thế này. Bây giờ mình cũng làm giống cái bài toán đấy các bạn nhé. Đầu tiên là cô query selector thẻ div. Rồi. Ấy, bài này chưa. Thẻ div. Rồi something. Rồi cái này không, cái này chưa. Hoa đào cũng bài hoa lan hoa đào. À, cũng bài hoa lan hoa đào. Nốt đây, nốt đây. Bài này. Cái trên này không có gì nhé các bạn. Trên này các bạn list nốt theo cái này thôi, lấy href đường dẫn thì quá dễ. Mấy cái này thì mình chấm thôi. Chấm href nó ra đường dẫn href. Còn cái này nè. Cái này mới vui nè. Đây. Hoa la hồng, hoa lan, hoa đào. Rồi bây giờ nè. Đầu tiên cô sẽ lấy theo cái thẻ hoa. Ok. Sau cô lấy cái phớt chai của nó. Đúng không? Đây. Sau đấy thì cô lấy cái hoa hồng. Lấy next sapling là cái anh em của nó. Xong lấy chai nốt là con đầu của cái thằng anh em nó. Và lấy nốt value. Đấy. Lấy đúng nguyên cái code này nha. Đúng nguyên cái code này nha. Đấy. Đầu tiên là tôi lấy cái ID. ID hoa. ID hoa thì lấy gì chả được, đúng không? Và ID hoa gắn bằng cái document. Chấm cái gì cũng được. Chấm query selector cũng được. Hay là get element by ID hay cái gì cũng được. Không quan trọng. Miễn là nó trả về một phần tử thôi. Thì tôi để chữ hoa nhá. Rồi. À, cái này tôi lấy cái deep hoa, lấy ID hoa này chấm phớt chai. Ok. Và ID hoa gắn bằng, à quên.
cái đặt tên là gì ta, hoa hồng, P hoa hồng gắn bằng ID hoa chấm phớt chai là con đầu. Ok rồi, bây giờ nè, quan trọng nhất là bây giờ cô muốn lấy, tức là nó phải cái này phải trả về cái P hoa tại vì con đầu của nó, và cô muốn lấy HTML của nó ra thì cô phải ra đúng cái chữ hoa hồng nhé. Vậy cô alert ra cái anh là P hoa hồng này chấm in khoan thẻ P mà ơi ơi đùa first try là con này rồi, P hoa hồng chấm in. Ồ sao nó không cho ta, HTML phải được chứ nhỉ, phải được chứ nhỉ. Rồi cô lấy nốt value đi ha, nó lấy theo nốt này, nốt value đi ha, nó lấy value rồi. Ok rồi, lấy nốt value nhá. Bây giờ chạy thử nào. À, cái này rất hay, rất hay. Rồi nó ra rỗng rồi các bạn, đúng là nó phải ra cái hoa hồng mới đúng, nhưng mà nó ra rỗng rồi. Ok chưa, đó là một cái chưa hợp lý đúng không. Rồi cái thứ hai nè, bây giờ cô lấy tiếp cái hoa lan, nhìn nhá, lấy cái hoa lan thì các bạn sẽ để ý thấy là nó sẽ lấy là cái gì ạ, subling đúng không, Ctrl F4 đi ha. Đây nó sẽ lấy next subling là anh em của nó đúng không ạ. Vậy tôi sẽ lấy là và P hoa lan sẽ gắn bằng P hoa hồng chấm next subling, subling là anh em của nó, anh em chấm child node là con của nó, mà nó nhiều con thì tôi lấy con đầu, con đầu cũng có nghĩa là phất chai nhá. Không rồi tôi chấm node value. Ok xong để cô alert ra có đúng hoa lan hay không, về hoa lan. Ok rồi chạy lại nè, rồi chạy lại nha. Đây cái đầu tiên là hoa hồng thì nó ra cái rỗng nè, cái thứ hai đáng lẽ ra hoa lan thì nó lại ra hoa hồng, thấy sai chưa. Cái đầu tiên tôi cần ra hoa hồng thì nó ra rỗng, cái thứ hai cần ra hoa lan thì nó lại ra hoa hồng. Vậy là nó có nốt, nó không bị sai nhé các bạn, nó có nốt. Và các bạn để ý này, khi cô gọi next subling có nghĩa là nốt con của nó, à nốt anh em của nó, thì nó ra hoa hồng, nghĩa là nó sẽ trước hoa hồng sẽ có, nó có một cái nốt nào đó, nó sẽ có một cái nốt nào đó đúng không, mà cái nốt để rỗng. Rồi bây giờ cô làm một cái test vui vui nè, cái này thì tôi biết rồi, tôi để muốn các bạn chơi các bạn nhìn thôi. Cô để cái P này nằm thẳng hàng ở đây, cô không xuống dòng, nhìn nhá, lưu lại nè, ăn ra nùn rồi. Ok cô next tiếp để thẳng ra hết, không có dấu xuống dòng. Ok đúng chưa, Ctrl next. Ồ vẫn nùn à, à khoan, cái hoa hồng, về hoa hồng phớt chai, à đúng rồi phớt chai của nó, đúng rồi phớt chai thì nún đúng rồi, cái này hoa lan này các bạn, đấy hoa lan, thấy chuẩn chưa. Về cái đầu ấy thì nhìn nào, cái đầu thì nó sẽ trả về cái P hoa hồng đấy, cho nên các bạn đừng lấy phớt chai, bỏ phớt chai đi nhá. Ấy ấy đùa khoan từ từ, à đúng rồi đúng rồi, ID hoa đúng rồi. Rồi vậy cái này sẽ không để, cái này nó sẽ không có cái thẻ P, nó sẽ trả về phớt chai con của anh D hoa này sẽ ra cái hoa hồng là thẻ P. À sao nốt value của nó lại là nôn ta, từ từ nha. Còn next subline, à rồi ok. Rồi
anh này mà lấy chấm phớt chai cái nữa, xong chấm nốt value nó sẽ ra hoa hồng, thấy chưa? Nó chính là hoa hồng, value của cái chai đấy đó là hoa hồng đấy. Rồi giải thích nha, cái này các bạn sẽ thấy hơi rối nè, tại sao nó nùn. Thẻ P, cái này nó sẽ trả về thẻ P của hoa hồng, mà P của hoa hồng thì không có value, không có value, được chưa? Không có value. Còn con của hoa hồng sẽ à, con của thẻ P sẽ là thằng hoa hồng là tech note. À, bây giờ cô vẽ lại cái này các bạn coi nhá. Rồi cô giải thích tại sao khi này enter, cái giải thích cái này trước nè, tại sao enter xuống dòng thì nó lại không có đúng. Đây rỗng và cái này ra hoa hoa hồng, còn cô không enter xuống dòng thì nó ra giống cái đề bài luôn, và anh này ra hoa lan, thấy chưa? Nó ra cái hoa lan đúng theo cái đề bài. Giải thích nha, đây nè, có lý do các bạn. Đối với thẻ deep, nếu không xuống dòng thì nó sẽ tính các cái nốt này chính là nốt con của nó. Còn nếu như đối với thẻ deep thôi nha, không phải thẻ khác, đối với thẻ deep nếu cái này các bạn để xuống dòng thì trong thẻ deep nó sẽ đẻ ra một cái nốt nữa sau cái nốt này, gọi là tech nốt. Và cái tech nốt hiện tại không có tech nào cả, cho nên tech nốt này nó rỗng. Các bạn thử để chữ hello ở đây nè, các bạn chạy thử đi, phải nó ra cái nốt phớt chai của nó là hello không? Phải ra phớt chai là hello không? Đấy, vậy cái con đầu của cái thằng này nè, khi các bạn xuống dòng thì cái đứa con đầu tiên của nó sẽ là một cái tech nốt. Còn không xuống dòng thì không phải nhé, không xuống dòng thì không phải, không có tech, nhưng xuống dòng nó có tech. Đấy, nó đẻ ra cái tech nốt ở đây, và khi đẻ ra cái tech nốt ở đây thì nốt này sẽ là nốt đầu, tech này sẽ đầu, sau đấy mới đến nốt của P của hoa hồng, sau đấy mới P của hoa lan, đúng không ạ? Rồi chưa nha, còn một cái nữa cơ, chưa hết. Đây tôi vẽ lại các bạn coi chỗ này nè, nó còn một cái các cái thứ tự của nốt nữa cơ đấy nhá. Có phải cái này là thẻ deep cơ bản này, thẻ deep cơ bản đúng không? Rồi à, bây giờ cô gạch ngang này, thẻ deep là cha đó. Rồi con đầu của nó nè, nhìn nha, con đầu của nó là cái thẻ tech note, cái chữ hello khi nãy của cô á, thì cô để đấy là tech note. Rồi con thứ hai của nó sẽ là P hoa hồng, P thẻ P cô mở ngoặc là hoa hồng nhé. Đó rồi, ok, con thứ hai, sau đấy đến là con của P hoa hồng sẽ là chữ hoa hồng, tech note nha, tech hoa hồng đấy. Vậy là sau con hoa hồng sẽ là tech hoa hồng, tech đàng hoàng. Rồi đến đây, rồi tiếp tục nè, đến con thứ hai của nó sẽ là thẻ P của hoa lan, P của hoa lan. Vậy cô sẽ để đây là P của hoa lan, P của hoa lan. Rồi và nó sẽ có một cái tách của nó nữa là hoa lan. Rồi cuối cùng là P của hoa đào, đúng không ạ? Và nó có tách ở đây là hoa đào. Ok. Đó. Vậy cái cây của nó bây giờ sẽ là như thế này các bạn ạ. Đó. Cái cây của nó là như vậy. Đấy. Đây là D hoa nè. ID hoa nè. Con của ID hoa sẽ có một cái tách nè. Sau đến thẻ P nè. Và thứ tư của nó sẽ là như này các bạn này, cực kỳ thú vị nè. Thẻ này sẽ là con đầu đánh số thứ nhất, thẻ này sẽ là con tiếp theo đánh số thứ hai, thẻ này thứ tư của nó sẽ là thứ ba, thẻ này sẽ là thứ tư, thẻ này sẽ là thứ năm, không tin các bạn chạy thử coi, thẻ này thứ sáu và cái này là thứ bảy đó.
Nó sẽ có 7 con và thứ tự của các con của nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chứ không phải thứ tự theo kiểu là 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Xong rồi 5, 6, 7 như này là sai. Thứ tự của nó đi zigzag là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Thì đó là cái quy luật, tức là số thứ tự của nó. Nhiều khi các bạn không để ý. Rồi, phức tạp quá. Các bạn nhìn nha. Nếu như giả sử cái này không phải là hoa hồng mà một cái thẻ khác, trong cái thẻ này lại có con nữa, trong cái thẻ này có con nữa, trong thẻ này có con nữa thì sao? Thì nó phải đi hết cái con của cái cây thứ nhất, xong nó mới lên cây thứ hai đi hết. Vậy tôi không biết tôi đi bao lâu thì là vừa. Nó rối lắm. Nếu các bạn dùng chai nốt thì rất là rối. Rồi, vậy thì để xử lý vấn đề đề đấy mình làm thế nào? Thay vì dùng chai nốt, các bạn làm sao cho nó hợp lý nè. Cái này cực kỳ hay, cô comment lại nhé. Mà chưa kể nó còn có cái thằng tách này nữa, khó chịu đúng không? Bây giờ tôi sẽ có một cách khác nha. Tôi sẽ có là cha con của thẻ P, thẻ deep. Deep chai. Con thẻ deep bằng ID hoa chấm children có một cái thuộc tính children cực kỳ thú vị. Tức là cái thuộc tính children này nó sẽ trả về tất cả các con của deep nhưng là con trực tiếp, không phải là node, lưu ý nha. Nó không trả về node mà nó trả về con trực tiếp. Có nghĩa là nó chỉ có 3 con thôi, 3 thẻ P. Chứ nếu nốt là nó 7 nốt đó các bạn, nếu là nốt nó 7 nốt đó. Còn nếu mà con trực tiếp nó chỉ có 3 con thôi. Chỉ có 3 con thôi. Không tin for đúng không? Chạy từng con một. Chứ là for y án bằng 0 deep try chấm len đúng không? Rồi chạy cái gì, lấy cái deep chai y chấm inner html, các bạn show nó ra, alert nó ra hoặc lock cũng được thôi, alert đại đi, đang alert dở đó, chạy thử nha. Có đúng là nó ra hoa hồng, hoa lan, hoa đào không nhá? Rồi. Đây, hoa hồng, hoa lan, hoa đào hết. Có nghĩa là nó trả chính xác cho các bạn luôn. Đó. Chứ nếu các bạn dùng cái chai nốt á, nó phức tạp chỗ nào? Lỡ ông này ông xuống dòng cái, thế là nó thành 5, 6, 7 con. Ông mà không xuống dòng cái nó còn có 6 con này. Tức là nó không có ổn định, không ổn định. Và theo kinh nghiệm đường đời thì dùng cái children này cực kỳ ổn. Cực kỳ ổn các bạn, tại vì nó luôn luôn trả về con trực tiếp. Nó không trả về node, trả về con trực tiếp. Đấy, nếu là các bạn dùng node thì phải đối xử như nó là node nha. Nếu mà dùng mà object bình thường thì các bạn dùng kiểu dạng DOM object mà nốt. Nốt thì nó có phương thức của nốt. Các bạn để ý là khi nãy cô dùng nốt là cô không dùng inner HTML đó. Cô phải dùng nốt value đó. Ok không? Đấy. Đấy là cái hay của thằng này. Đấy. Không nhất thiết phải dùng child node. Các bạn có thể dùng children. Và từ xưa giờ cô dùng children chạy ổn. Các bạn muốn mà các bạn xem trong Dome có những gì nó nhiều lắm, các bạn vào W3 School cho cô. Thì anh này là anh mà hỗ trợ các bạn cực kỳ tốt luôn nhé, tra cứu các thứ. Thì ở đây các bạn thấy là các bạn nếu các bạn đã rành JavaScript rồi, các bạn có thể vào là HTML Dome Reference. Đây các bạn nếu mà học JavaScript thì các bạn là learn JavaScript. Nhưng để tra cứu thì vào cái reference.
Tôi chọn cái HTML DOM reference. Ok. Đấy, và nó có rất nhiều đối tượng. Mấy cái này là object hết nha các bạn. Đấy, object hết đấy. Ok, object hết. Rồi các cái thẻ, window cũng là object. Các cái thẻ, đây các cái attribute mọi thứ cái này là object hết. Rồi, thậm chí là các cái thẻ. Một số cái web API. Cái này cũng hay là fetch này, những bạn nào mà học rồi thì nó sẽ biết cái fetch này, fetch này, storage này, relocation này. Media query list các thứ này, history, mấy cái này là mấy cái mà nó là API. Các bạn coi kỹ mấy cái này cũng vui lắm á. Cái validation này cũng hay nhá. Thôi vui vui chứ mình cũng học nhá. Rồi, các thẻ này cũng là các object luôn, rất là thú vị. Rồi ok, vậy bây giờ nhá. Giả sử như bây giờ các bạn đâu nhỉ? Note. Note string window DOM rồi fetch đây. Rồi nó coi các cái CS conversion, rồi nó các cái note từ từ cho cô coi nào. JavaScript HTML DOM, cái này nó lại note đâu nhỉ? Nó phải có một đoạn nó nói về cái nốt cơ. Rồi, cô vào JavaScript cô coi ha. Nó có một cái đoạn nó nói về cái nốt, chai nốt các thứ. Đây, HTML DOM function class. Đây, đây JS HTML DOM nè. Đây nhá, nó có các nốt này các bạn nè, DOM nốt này nhá. Đấy, nó nói về DOM nốt nè. Đó. Thì nếu như các bạn tìm hiểu các hàm của nốt thì các bạn coi ở đây. Đấy, DOM nốt. Đây, có thể create text nốt nè. Đó, tạo. Có thể là create element nè. Có thể tạo một cái thẻ. Thêm mới, tạo một mới một thẻ nè, vân vân. Làm đủ thứ. Rồi. Có cái nút list đây nữa nè. Ở dưới này nó sẽ có các hướng dẫn với nút nốt nè. Thường thì nó sẽ có cái reference ở dưới. Để các bạn tìm nó dễ, thường nó sẽ có một cái cái này không có reference nữa. Look to check progress. Không có. Không có reference. Đây. Rồi có thằng nút list này. Thằng này cũng hay nha các bạn. Thằng này thì trong bài không nói đâu. Đấy. Thằng này là thằng trong bài không nói đâu nhá. Đấy. Nốt list là danh sách các nốt để quản lý các nốt nhá. Đấy. Cái này không có reference. Nốt nó phải có reference, nó tất cả các phương thức và thuộc tính của nốt cơ. Cô coi nhá, cô coi nó có reference. Reference tới cái HTML DOM object thì đây rồi. Thì nó nói cái nốt list đâu nhỉ? Cô search nhá. Nó cái nốt. DOM token list event history screen regular. Đấy, nó có cái nốt cơ. Đây, nốt list try nốt. Đấy, query selector get lemon. Rồi đấy, có cái hàm entry là trả về cái lọc. Đấy, for x item key. Rồi DOM collection and node list. Cái node list rất là hay. Ủa thì cái thằng mà khoan để cô coi đã, sorry mọi người nhá. Cô coi lại cái node reference create by category. Ủa cái này nó là node nốt list thôi à. Rồi ok, cô bấm vào cái đi, cô bấm vào cái document element đi, object đây đi, attribute đi, thì nó sẽ có là
Get name item. Mấy cái hàm nốt nó đâu quá nhỉ? Bữa trước nó lốt, nó list ra rất ok nha. Có sợt phát này. Chai nốt các thứ nè. Sợt đâu, sợt đây. Chai. Chai. Ủa, không gõ được hả? Đây. Chai nốt. Ok, sợt xem nó. HTML Dome Element nè. À, nó nằm trong Element. Sorry, đấy, nó nằm trong Element. Tức rồi á. Đây, có chai nốt nè. Đây, Element. Đây, có thể là phân tử đó. Có thể Append chai nè, nối con vào nè. Có thể là chai nốt nè, children nè. Đấy. Ok. Client, clone các thứ này. Đây, first child nè. First element child nè. Nhiều lắm các bạn nhé. Đây, element nè. Nó có hết trong element. Last child nè. Đấy, các bạn có thể coi các hàm của nó ở đây. Ok, cô bấm vào element đi ha. Element. Nó sẽ ra hết một loạt vào đây. Đấy, nó ra hết một loạt vào đây các bạn nhé. Có hết luôn. Đấy, muốn làm gì cũng được. Add attribute, set attribute, rồi remove child, remove ấy. Đủ thứ luôn, remove một loạt này. Attribute, remove child, đủ thứ luôn. Replay. Quá nhiều. Quá nhiều. À, vậy còn ngoài cái anh element này ra, các bạn làm việc ra, các bạn có thể làm việc với những cái thẻ khác. Rồi. Bây giờ cô sẽ làm một cái ví dụ sương sương này nha các bạn nhé. À, cái này chưa phải là bài, giỏ hàng đâu, nhưng mà nó ná ná giỏ hàng để cô demo mấy cái này cho các bạn coi nó phức tạp cỡ nào. Ok chưa? Rồi. À, mình sẽ làm cái demo chơi chơi thôi, ngắn gọn. Còn bài giỏ hàng bữa sau cô demo sau nha. Còn một số bạn mà coi cái bài này có thể vận dụng làm cái giỏ hàng cũng tốt. Ok không ạ? Rồi, cô sẽ demo cái new file đi ha, note dom demo ha. Chấm HTML luôn đi ha. Đó. Rồi. Rồi tiếp nha. Ở đây cô sẽ để cái JavaScript đây luôn. Cô khỏi tách nha, để khỏi phải chuyển file các thứ lằng nhằng chạy luôn à. Chạy luôn. Cô sẽ new cái này, cô tách cái này ra một cái đi, tí nữa cô phải khỏi phải search. Đó. Rồi. Cô tắt anh này luôn nha. Rồi. Ok. Tắt luôn cái cô gái xinh đẹp này nha. Ok, cái này tôi đóng luôn validation luôn, API có API cho validation luôn. Rồi bây giờ cô run cái này lên. Đấy, cô thu nhỏ lại thôi để các bạn nhìn cho dễ. Rồi ok. À, bây giờ cô sẽ có cái dữ liệu cô làm sơ chơi chơi thôi. Cô có một cái dữ liệu về sinh viên đi ha. Sinh viên các bạn làm sản phẩm nhé. Đấy, cô làm sinh viên thôi. Constant, cô hay để constant trong tình huống là các bạn để khai báo mảng và khai báo function, thì các bạn để là danh sách sinh viên sẽ gắn bằng mảng. Và cái mảng này là mảng object, bữa trước cô demo cái object rồi, thì cô có mảng hai chấm là PS0001 phẩy tên hai chấm là ví dụ như là Thanh Tùng hả? Đó. Đấy. Rồi, điểm điểm hai chấm là mấy năm nhé Tùng. Đấy. Tùng nó buồn, ngay này năm nó buồn quá. Đấy. Toàn sinh viên ưu tú mà năm không. Rồi, cái này là hai đi ha. Đấy. Và trăm trăm ha. Phải không ta? Rồi, 10 ha. Đấy. Có một điểm thái độ, một điểm rưỡi thái độ. Đó.
03 nè. Sĩ Hoàn đúng không? Sĩ Hoàn. Ok, cô có 3 bạn. 5,5 nhá. Đây, cô có 3 bạn như thế này. Ok chưa? Đấy. Bây giờ nhiệm vụ cô là cô sẽ phải đổ dữ liệu lên một cái bảng. Thì các bạn có hai cách để làm. Một là các bạn sẽ làm theo cái, đây cô làm trước đi ha. À, cô làm cái thẻ table đi các bạn nhé. Đấy, border một, align center width 50%. Cô gõ đây luôn, khỏi gõ set s. Đấy, nó có table đây các bạn này. Width 80%. 80% nhé. Rồi, bây giờ cô để cái thẻ TR ha. À, trong thẻ TR sẽ có TD nhân 3 đi ha. Đó, 3 thẻ TD, cái đầu là để là mã. Cái thứ hai là họ tên. Cái thứ ba là điểm ha. À quên, cái này các bạn để thẻ TH đi ha. TD. Các bạn đổi thành TH nhé. Ok chưa? Chưa? Rồi. Mã họ tên điểm. Ok chưa? Rồi. Bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu lên đây. Đây nhé, cô viết một cái hàm làm sao để nó đổ hết dữ liệu lên. Thì cô có hai cách. Tạm thời cô có hai cách. Một là cô dùng cái DOM mà dành cho element. Hai là cô dùng cái DOM mà dành cho thẻ table. Tại vì cô đang dùng cho thẻ table. DOM cho thẻ table được luôn. Đây, cho các bạn coi. Cực kỳ hay. Đấy, nó hay là ở chỗ đó nhé. Đây, muốn dùng cách nào là tùy tùy các bạn. Cô có thể dùng DOM cho element. À, cô có thể là thêm con, rồi cô có thể làm gì đâu, tùy cô. Add, create, element các thứ. Nhưng ngoài ra cô có thể dùng cho thẻ table. Đây, à, không phải cái này. Đây, không phải. Đây, thẻ table đây các bạn nhé. Thẻ table này, đó. Cô có thể dùng cái DOM mà dành cho thẻ table. Đó. Cô coi nó là hàng cột nha các bạn. Nó có row, đúng không? Có thuộc tính, các thuộc tính background, thứ đủ hết. Đó, có thể là tạo caption, tạo footer, tạo header, tạo các thứ. Có xóa row, delete row. Đó, delete row vân vân. Insert row. Đúng không ạ? Insert row. Ok, ngoài ra tôi có thể vào một cái row. Đây, vào row. Cô có thể là add được cái, có thể là biết được bao nhiêu dòng. Rồi, cô có thể là insert row, delete row, insert cell. Cell là cột đó. Delete cell, vân vân, cell. Đấy, nhiều lắm, các bạn nói nó hay lắm. À, rồi, nói sương sương vậy thôi, ta demo hai cách. Demo cho các bạn hai cách cho vui. Cách thứ nhất nè. Cách thứ nhất là cô dùng tới cái thằng cha này. Cô dùng là cô lấy cái bảng này, cô đặt cho nó một cái ID. Hoặc là không đặt ID cũng được, đặt cho nó ID cũng được tùy. Thì các bạn lấy đầu tiên là các bạn sẽ phải lấy được cái thằng bảng này đã. Và cái my table gắn bằng document chấm query selector đưa cái table vào. Đấy, tôi sẽ lấy có một table à, đương nhiên nó trả về một là trả về anh này. Rồi, bây giờ nhìn nha. Cô sẽ, các bạn để ý nè. Cô sẽ chèn thêm cho nó một row vào đây. Đây là thật row tiêu đề, cô sẽ chèn cho nó một row vào đây. Ok. Vậy cô sẽ tạo một cái row mới, nhìn nha.
và neuro gắn bằng mytable.insert row. À, cái insert row này phải là chỉ ra insert row thứ mấy. Bây giờ cái này row thứ 0 thì mình sẽ insert cái row thứ 1. Row sau cái row thứ row này là đây là row 0 thì mình sẽ insert row 1. Sau khi insert row 1 thì tôi lại insert cell. Tôi sẽ có 3 cột. Tôi sẽ insert cell, đúng không ạ? Vậy tôi sẽ có và cell 1 gắn bằng, các bạn thích cell 0, cell 1 gì tùy các bạn. New row chấm insert cell. Insert cell. À, cell 0. Đó. Rồi, tương tự các cell khác có 3 cell mà. Đó. Cell 0, cell 1, cell 2. Và cái này là đó, ok. Ok. Vậy tôi vừa add 3 cell. Các bạn thấy nó ra một cái đường đây rồi nè. Bây giờ tôi truyền nội dung cho 3 cell này. Xong rồi là đúng không? Ok. Tôi truyền nội dung cho 3 cell này thôi. Vậy là cell 1 chấm inner HTML cô gắn bằng là ví dụ như là PS0001. Cell 2 chấm, các bạn có thể copy cho nó nhanh nhá. Inner HTML bằng cái này là Duy Tùng. Ok. Cell 3 chấm inner HTML gắn bằng 5.5 5. Như vậy. Rồi lưu lại này. Rồi ra dữ liệu chưa ạ? Các bạn vừa thêm được một cell, một row và 3 cell. Đấy. Vậy là để thêm một cái dòng, tôi cần từng này. Tôi cần từng này dòng. Được chưa? Được chưa? Ok. Rồi. Mình quay lại cái bài toán của mình này. Đấy là đôm đấy các bạn, không có gì hết. Đôm mình đơn giản vậy đó. Rồi mình quay lại bài toán của mình nhé. Bây giờ dữ liệu của cô không fix vào đây nữa, mà dữ liệu của cô phải lấy thế này xuống nè. Đúng không? Cô lấy thế này xuống nè. Thì các bạn sẽ dùng vòng lặp thôi. Để tất cả cái này vào vòng lặp là được. Tại vì là mỗi cái này là một dòng, mà tôi muốn lặp 3 dòng thì tôi để hết cái này vào 3 cái dòng là xong. À, vậy tôi làm tiếp. Danh sách sinh viên. Được, tôi dùng cái for x nha. Cái này dùng for x được nha các bạn. Cái này sẽ là danh sách sinh viên. Cái này cô để item cho dễ. À không, cô để không để item. Cô sợ bị nhầm lẫn element ha. Cô sợ bị nhầm lẫn với cái item. Ồ, thuộc tính item. Nó tôi quăng hết cả đống này vào trong vòng lặp thôi. Chưa? Quăng hết vào vòng lặp. Nó lặp 3 cái thấy không? Nhưng mà ở đây cái dữ liệu này nó động. Dữ liệu này cô phải lấy từ cái item.element. Cái này sẽ là lấy element.mã. Đúng không? Cái này là object nha các bạn. Không phải DOM. Không phải là cái mình đã học đến HTML DOM. Mà nó là object thôi. Element.tên. Và đây là element.điểm là xong. Đấy, nó không fix nữa mà phải lấy từ dữ liệu từ mảng xuống. Các bạn lưu lại nè. Thay đổi chưa ạ? PS321 nè. Đúng chưa? Rồi, Sĩ Hoàn, Trâm Trâm, Thanh Tùng nè. 5.5 10, 5, 6. Ok. Dễ chưa ạ? Đấy, đơn giản. Đổ dữ liệu lên một cái bảng. Đó là cách thứ nhất, cô dùng cái table. Bây giờ cách thứ hai nhé. Comment anh này lại. À, ok. Cách thứ hai thì cô dùng cái element. Element thì các bạn thấy nhá. Cô muốn tạo, bây giờ ở đây là cô tạo một cái row. Bây giờ tôi không tạo cái row mà tôi tạo thẻ TR. Nhìn nhá. Cực kỳ thú vị, cô cũng làm từ từ như khi nãy thôi.
Cô sẽ có là va mai tờ gán bằng cùng râu cũng được, va mai râu cũng được, nhưng râu gì cũng được bằng document.create element. Và ở đây element là gì? Thẻ TR đúng chưa ạ? Đấy, cô tạo một cái thẻ TR rồi, xong đó cô sẽ tạo cái thẻ TD. Đây, cô phải tạo cái này các bạn này. Cô ví dụ thôi nhé, TR TD nhân 3 ha. Cô phải tạo cái này nè. Tức là trong thẻ TR phải có TD và trong TD phải có nội dung, đúng không? Ok, không sao. Bây giờ cô sẽ tạo cái thẻ TR xong để cô sọc tạo thẻ TD. Ok không ạ? Rồi. À, rồi ở đây cô sẽ để là gì ạ? TD thứ nhất và myself 1 sẽ gán bằng document.create element. À, các bạn đưa thẻ TD vào. Rồi. Xong đấy myself 1 chấm inner gmail bằng ps0001 đúng không? Rồi xong bạn nối vào myrow. Myrow chấm append chai. Nối con vào td. À, myself 1 vào. Ok, xong. Lưu lại. Chưa ra đúng không? Myrow open trái cái myself 1. Ok. Cô F12 cái xem nó có lỗi gì không nha. Thấy nó không ra nè. À, không có lỗi. Tại sao nó không ra chỗ này? Rồi ok. Cô tắt cái thằng này đi. Ây da. Bấm nhầm. Rồi, cô đóng cái thằng này lại, xóa đi nha. Rồi, nó chưa ra nè. Create element nè. À, cái này là thẻ TD nè. Myself 1.in bằng cái này. Myrow chấm open child nối con, đúng rồi, tại sao không ra. Rồi cô copy tiếp thằng này. Ok, copy nhá. Cell 2. Cái này cũng tạo ở thẻ TD tiếp, nhưng cái này cô để là inner của nó sẽ là như Duy Tùng chẳng hạn. Ok, cái này là add cái cell 2 vào. Ok, chưa ra luôn. Không bỏ lỗi rồi, cô sẽ tiếp, cô sẽ thêm cái cell 3. Cô cũng tạo tiếp một thẻ TD nữa. Cái này cell 3. Cái này cell 2 chứ nhỉ. Cái này cái cell 3. Cái này là ví dụ 5 điểm chẳng hạn. Ok. Đấy, và cái này add cell 3 vào. Ok. Rồi, ok chưa? Chưa. Muốn ra được thì anh thấy table này phải open trái. Phải open trái cái anh mai râu cơ, mai râu này chưa được add các bạn ạ. Đó rồi, ra chưa, ra rồi nhá. Vậy anh này nó cực khổ hơn xíu, nó cũng giống anh này thôi, nó cũng phải lấy inner nó tạo, nhưng mà cái này nó hỗ trợ các bạn tạo râu, tạo cell. Còn anh này các bạn phải tạo từng thẻ một và nối nó vào. Đầu tiên là tôi tạo thẻ TR, sau tôi tạo thẻ TD, tôi add cái td vào row, td thứ hai vào row, td thứ ba vào row, xong để add nguyên cái row này vào table, được chưa? Cũng như vậy. Rồi bây giờ các bạn không phải add từng cái một nữa, các bạn add cả ba cái thì các bạn vẫn để trong for x giống khi nãy, các bạn vẫn phải để trong for x giống khi nãy. Vậy là tôi sẽ để for x ở đây
Nhìn nha, tôi sẽ để for x ở đây. Đó, đóng cái for x này lại là được. Rồi, cái này thì các bạn để element thôi. Chỗ này nè, đúng không? Đấy, tôi để là element chấm gì ạ? À? Chấm mã. Còn cái này là element chấm tên. Đó, thế thôi. Còn cái này là element chấm điểm. Đó, rồi lưu lại. Rồi, lỗi nha. Vậy mình coi lỗi gì nè. F12 cái, coi lỗi gì. Nó không ra là lỗi đấy. Nhưng mình phải coi lại. À, missing dấu mốc tròn. Vậy là mình thiếu dấu mốc tròn ở đây. Chấm phẩy đây. Rồi, dữ liệu ra chưa ạ? Thấy chưa ạ? Nó cũng là ra kết quả như thế. À, nhưng mà lưu ý nó có hai cách. Cách thứ nhất, đúng không ạ? Cách thứ nhất này là nó dùng cách này. Cách thứ hai là dùng cái này, là dùng cái DOM của cái thẻ table. Còn cái này là dùng DOM của element. Các bạn có open child là nối con, open child add con thì nó nằm trong element. Đó, thế thôi. Comment cái này lại. Cô mở anh này ra. Bạn hỏi cô tại sao nó đảo ngược, tức là cái 3 ở trên và cái 1 ở dưới. Câu hỏi rất thú vị. Lý do nó nằm ở chỗ này các bạn ạ. Bạn nào tinh ý thì nó nằm ở chỗ này nè. Cô luôn chèn một cái râu ở vị trí số 1. Đầu tiên là cô chèn anh này vào vị trí số 1, là vị trí này. Xong next tiếp theo, anh này lại được chèn vô vị trí số 1 thì nó đẩy cái anh này xuống. Và anh này, anh thứ 3 lại chèn vô vị trí số 1 thì đẩy hai anh này xuống. Tức là cái cuối cùng nó nằm ở vị trí số 1. Nghĩa là nó luôn chèn ở sau cái header. Vậy các bạn muốn luôn chèn ở phía cuối theo thứ tự thì mình viết thêm một chút ở đây nhá. Đấy, rất là hay nè. Nhìn nhá, các bạn để ý là đầu tiên chưa có gì, đúng không? Đầu tiên chưa có gì thì dòng này sẽ là dòng không, đúng không ạ? Nó có một hàng nè, nó có một hàng thì cái dòng này sẽ là dòng không. Và tôi sẽ chèn ở cái dòng tiếp theo của index tiếp theo, index không đó. Đấy, thì tôi phải chèn phía dưới thì nó sẽ là index 1. Vô tình cái index 1 này lại bằng số dòng hiện tại của nó luôn. Nhìn nhá. Thú vị lắm. Bạn hỏi rất hay. Đấy, cho nên cô chỉ cần lấy va index gán bằng mytable.rows.len. mytable.rows.len là trả về số dòng. Trả về số dòng. Thì giả sử đây có một dòng. Thì cái dòng này thì đã là dòng index 0 rồi, tôi phải chèn vào index 1 tương ứng với bằng cái này luôn. Cho nên cô chỉ cần thay cái index này vào vị trí số 1 này là xong. Chuẩn chưa? Rồi, nhìn nhá. Khi tôi dòng chạy dòng thứ nhất, chèn dòng thứ nhất thì bản thân anh này chỉ có một dòng thôi. Đây, chèn cái dòng dữ liệu thứ nhất á thì là nằm ở vị trí thứ hai này, dòng thứ hai này thì bản thân anh này gốc nó chỉ có một dòng thôi. Mà gốc có một dòng thì tôi phải, gốc này đã là index nó là 0 rồi thì tôi phải chèn cái dòng tiếp theo, tức là index 1. Index 1 thì tương đương với là số dòng nó 1. Lúc đầu nó 1 này. Đúng không? Rồi, tôi vẽ trong pen các bạn nhìn nha. Thầy, tôi thích vẽ. Tại vì thực ra sự là vẽ rất là dễ hình dung. Đây. À, đầu tiên cô sẽ có
một dòng đầu tiên đã. Dòng này là dòng header, nó sẽ có ba cái đầu. Cái này header. Header này thì các bạn để ý là nó sẽ có gì đấy ạ? Index nó là 0. Nhưng mà tổng số dòng á thì nó là một dòng. Một dòng. Ok. Rồi. Bây giờ cô cần thêm một dòng dữ liệu phải ngay sau này. Chưa thêm, cái này chưa thêm, tôi muốn thêm thôi. Vậy khi tôi muốn thêm thì tôi sẽ, cái dòng tiếp theo phải là index 1. Tại vì cái này index 0 thì cái này phải index 1. Vậy thì tôi làm sao được biết nó tổng có bao nhiêu dòng? Có nghĩa là các bạn lưu ý là khi cứ thêm vào thì nó bằng thêm vào phía sau. Cái này index 0 thì nó phải thêm 1, mà index 1 thì cái này phải thêm 2, kiểu như thế. Thì rất đơn giản là tôi không biết nó có bao nhiêu dòng hiện tại. Tôi lấy số dòng của nó. Đúng không? Sau rồi tôi chỉ cần thêm vào ngay ở cái index bằng chỉnh số dòng là xong. Giả sử như cô có sẵn hai dòng rồi, cô muốn thêm một dòng nữa ở đấy. Đúng không? Thì cái này cô trả về hai dòng. Đúng không? Thì có phải là cái tiếp theo của nó sẽ cũng là index 2 luôn đúng không? Thì rất đơn giản. Tôi index nó bằng chỉnh số dòng là xong. Index bằng số dòng là xong. Row count đó, bằng đúng số dòng là xong. À, rất dễ hiểu vậy thôi. Còn cô nói dễ, còn bạn các bạn không dễ, cô không biết nha. Rồi, ok. Vậy thì chỗ bạn hỏi cô chỉ cần sửa lại là mỗi lần tôi muốn chen đằng sau thì tôi lấy số dòng của nó và tôi insert cái row tiếp theo với cái index bằng chính cái số dòng đó là xong. Ok không ạ? Rất thú vị.